Ca khúc Thị xã Nghi Sơn bừng sáng một tương lai, nhạc Trọng Bích, lời Phạm Văn Ninh do ca sĩ Bảo Khuyên thể hiện.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thị xã công bố quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu nghỉ dưỡng Central Resort tại phường Hải Ninh 2. Xã Anh Sơn tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng. Chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thị đoàn Nghi Sơn tăng cường tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy, Cơ quan Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị giao ban, trưởng phó các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã, đánh giá nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2021, các ban xây dựng Đảng thị ủy gồm Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Văn phòng Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã diễn ra thành công, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý đơn thư theo thẩm quyền, nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, tham mưu lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy đề nghị các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thị ủy và Trung tâm Chính trị thị xã cần rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch đã được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt trong chương trình công tác năm 2021, từ đó chủ động triển khai thực hiện và tham mưu kịp thời hiệu quả cho Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy để lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tập trung để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban xây dựng Đảng thị ủy, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã, đồng thời yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải, Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu nghỉ dưỡng Central Resort tại phường Ninh Hải. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Tuấn Tự, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan. Dự án có tổng diện tích 30 ha dọc theo bờ biển của 3 tổ dân phố Đại Tiến, Quang Trung và Thống Nhất, phường Ninh Hải, được chia làm 2 phân khu. Dự án có chức năng là khu du lịch sinh thái phục vụ nghỉ mát, nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch và các hoạt động tổ chức sự kiện, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao với tổng diện tích là 157.760 m², trong đó khu A có diện tích 104.260 m², khu B là 53.500 m². Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Tự, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đánh giá cao những nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệt lạnh Hải Nam, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Tự, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đánh giá cao những nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệt lạnh Hải Nam, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải và các phòng ban có liên quan trong công tác phối hợp lập quy hoạch. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng, công khai quy hoạch tại 3 tổ dân phố và quan tâm tới công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệt lạnh Hải Nam phối hợp với các phòng ban của thị xã, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Hải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án sớm đi vào hoạt động, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo công ty đã bàn giao hồ sơ quy hoạch cho phòng quản lý đô thị và phường Ninh Hải
để quản lý và thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 6, cùng với thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gần 2.800 thí sinh trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2021-2022. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 diễn ra trong 2 ngày, mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 6. Thị xã Nghi Sơn có 2.796 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn thị xã được giao là 55 lớp với 2.310 học sinh, giảm 1 lớp so với năm học 2020-2021. Toàn thị xã thành lập 5 hội đồng coi thi tại 5 trường trung học phổ thông. Thí sinh thi 3 môn ngữ văn, toán, tính điểm hệ số 2, tiếng Anh, tính điểm hệ số 1. Sáng ngày 4 tháng 6, các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút và sáng ngày 5 tháng 6, các thí sinh thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút. Nhìn chung năm nay, các trường trung học phổ thông đã có sự chuẩn bị tốt cả về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ thi và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong ngày diễn ra kỳ thi, các đồng chí trong ban chỉ đạo các kỳ thi của thị xã Nghi Sơn đã bám sát các hội đồng thi được phân công để theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức thi. Lực lượng bảo vệ làm tốt công tác bảo vệ trật tự an ninh an toàn cho 5 hội đồng thi. Trong phòng thi, các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài thi. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay vừa phải, bám sát chương trình, phù hợp và có thể phân loại được đối tượng học sinh. Nhằm đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, đồng thời tạo tâm lý tốt cho các thí sinh đạt kết quả cao, tâm lý an toàn cho phụ huynh và gia đình, thì đoàn Nghi Sơn đã huy động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, tiếp sức các thí sinh về dự thi và tham gia cùng lực lượng y tế, công an trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo các kỳ thi thị xã, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thị xã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, có 57 thí sinh vắng thi so với tổng số hồ sơ đăng ký ban đầu. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Đảng bộ phường Mai Lâm tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đến cán bộ đảng viên của các chi bộ trên địa bàn phường. Tại hội nghị, cán bộ đảng viên công chức, viên chức đã được nghiên cứu học tập, quán triệt về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng, như báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia và quốc phòng Việt Nam. Việc triển khai học tập quán triệt nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung trong văn kiện đại hội, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức, thống nhất ý chí và hành động để sớm đưa nghị quyết 13 của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, hội nghị được tổ chức nghiêm túc, chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Đồng chí Cao Văn Thành, thị ủy viên, bí thư Đảng bộ phường Mai Lâm cho biết: đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mai Lâm đã triển khai kế hoạch, xây dựng kế hoạch để sớm triển khai nghị quyết của 13 của Đảng đến toàn bộ cán bộ đảng viên và nhân dân trên toàn Đảng bộ sớm đi vào thực tiễn của cuộc sống. Trong đó, trong cái tình hình dịch COVID hiện nay đang diễn biến rất là phức tạp, do đó là Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đó là thực hiện tốt 5K trong công tác phòng chống dịch. Và đặc biệt là trong số đảng viên của đảng bộ thì tính chia ra thành 3 buổi tổ chức hội nghị
Thì thứ nhất là đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch. Thứ hai là phải sắp xếp trong hội trường đúng khoảng cách an toàn theo quy định của Bộ Y tế về thực hiện 5K trong công tác phòng chống. Khi đến thực hiện nhiệm vụ thì quán triệt đến toàn bộ cán bộ đảng viên để đảm bảo việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi vào phòng học nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và giao trách nhiệm cho các đồng chí trong ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid để thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình chung trên địa bàn toàn phường, để đặc biệt là các đồng chí đảng viên có đi làm ăn xa về nếu không đảm bảo an toàn thì sẽ cho bố trí thời gian để học tập nghị quyết trong cái đợt sau. Cũng trong dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng bộ phường đã kêu gọi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn đang quản lý 6.016 ha rừng, trong đó rừng sản xuất 900 ha và rừng phòng hộ 5.116 ha. Trong năm 2021, đơn vị đã phối hợp với các xã phường có rừng tuyên truyền vận động 670 hộ gia đình cá nhân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, triển khai thực hiện biện pháp đốt cháy trước có điều khiển được 187 ha nhằm làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông, phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng trồng đợt 1 năm 2021 được 1.072 ha. Cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn luôn chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Theo đó, đơn vị đã kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng gồm 7 đội, 35 tổ với 514 người, phân công lực lượng tăng cường bám sát cơ sở trong thời gian nắng nóng, có nguy cơ cháy rừng cao để tuần tra, kiểm tra, thường xuyên theo dõi hệ thống camera quan sát lửa rừng nhằm phát hiện sớm cháy rừng. Ông Phan Xuân Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn cho biết. Trước cái diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, đơn vị sẽ triển khai thực hiện tốt hơn cái công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Mục đích là nhằm cho người dân hiểu rõ được cái trách nhiệm của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong những ngày nắng nóng mà dự báo cấp cháy rừng từ cấp 4 trở lên, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm, tổ chức duy trì các cái chốt trực, một là trực tuần tra lưu động, hai là trực 24/24 giờ trong ngày tại các cái chốt trực nhằm quan sát, phát hiện sớm cái lửa rừng để huy động cái lực lượng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn, nhằm hạn chế mức thấp nhất cái thiệt hại về rừng và đất lâm nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Anh Sơn là xã có diện tích rừng là 314 hectare, trong đó cơ bản là rừng trồng thuần loài keo, bạch đàn. Bên cạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, thì kinh tế rừng của địa phương cũng chiếm vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, công tác phòng chống cháy rừng luôn được cấp ủy chính quyền xã Anh Sơn xác định là nhiệm vụ thường xuyên cấp bách, nhất là trong mùa nắng nóng, hanh khô. Thực hiện công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng thị xã Nghi Sơn, ngay từ đầu năm 2021, xã Anh Sơn đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ tiến hành xử lý thực bì được gần 14 hectare, đồng thời xác định các vùng trọng điểm cháy là 79 hectare tại tiểu khu 658, khoanh 6 lô 1 đến lô 25 thuộc địa bàn các thôn Yên Tôn, Xuân Thắng, Cổ Trinh. Xã huy động lực lượng khoảng 50 người trong ban chỉ đạo cùng các phương tiện như xe máy, dao phát, bình toang, máy thổi đầy đủ, luôn trong tư thế sẵn sàng thường trực khi có cháy rừng xảy ra để xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng chí Lê Như Hùng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng xã Anh Sơn cho biết. Anh Sơn là một cái xã có thể nói là cái diện tích rừng là tương đối lớn. Những năm vừa qua thì cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế của địa phương thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được cấp ủy chính quyền hết sức quan tâm. Và đây xác định là một cái nhiệm vụ có thể nói là đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế. Trước cái diễn biến về thời tiết hết sức phức tạp như hiện nay,
và có khả năng là sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng cục bộ kéo dài. Đảng ủy, ủy ban dân và các cấp chính quyền đã xác định cái nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới là hết sức quan trọng. Và chính vì vậy mà chúng tôi đã chỉ đạo cho tất cả các chủ rừng phải phát quang thực bì, xử lý một cách đúng quy trình quy định, có sự giám sát của ủy ban dân xã. Thứ hai là chủ động trong vấn đề phát hiện để phòng cháy chữa cháy và báo cáo kịp thời khi có tình huống cháy xảy ra. Về phía địa phương thì chúng tôi đã chuẩn bị tương đối đầy đủ về nhân lực, vật lực, các phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã, tránh cái tình trạng gây thiệt hại đến kinh tế của các chủ hộ cũng như kinh tế của địa phương. Với tinh thần phòng là chính, phát hiện sớm, chữa cháy khẩn trương kịp thời, nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở xã Anh Sơn đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần giảm những thiệt hại về tài sản do cháy rừng gây ra. Bên cạnh đó, xã đã tổ chức ký cam kết với các chủ hộ trồng rừng và tăng cường tuyên truyền để công tác phòng chống cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thị xã Nghi Sơn. Trong thời gian qua, thị đoàn Nghi Sơn đã phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Theo đó, thị đoàn đã chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã về nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, thường xuyên mở các lớp học tập, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên những kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để thanh niên vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời tập huấn kỹ năng cho đoàn viên thanh niên trong việc nhận diện, đấu tranh các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Thị ủy viên Bí thư Thị đoàn Nghi Sơn cho biết. Thị đoàn Nghi Sơn chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh một số những hoạt động sau. Thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như là những nội dung cơ bản của nghị quyết của chỉ thị 35 Bộ Chính trị, để qua đó nâng cao ý thức của từng cán bộ, đoàn viên thanh niên trong cái việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ hai là chúng tôi sẽ phát hiện, nắm bắt những thanh niên có năng lực, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để xây dựng được một đội ngũ thông tin viên phản ứng nhanh, xung kích với nhiệm vụ là phải viết tin, bài, chia sẻ và lan tỏa rộng rãi những thông tin tốt, đấu tranh, phản bác lại những thông tin xấu, sai sự thật trên các kênh truyền thông để qua đó tạo thành một mặt trận đấu tranh rộng rãi, có tính tổ chức và có kỷ luật cao. Thứ ba là chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ đoàn các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt đó là tập trung vào đội ngũ bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách ở các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn thị xã bằng cái việc là tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị cho mình kiến thức, nâng cao khả năng miễn dịch để tăng cường sức đề kháng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời chúng tôi tích cực xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu bằng việc đưa những cái hình ảnh, những gương thanh niên tiên tiến, điển hình trên các lĩnh vực. Đồng thời tích cực đấu tranh phản bác lại các thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo thống kê từ đội cảnh sát giao thông công an thị xã, trong tháng 5,
trên địa bàn thị xã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, bị thương 7 người. Trong tháng, qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an thị xã phát hiện và lập biên bản 1.603 trường hợp, trong đó chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm là 846 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn là 17 trường hợp, tải trọng là 32 trường hợp, ra quyết định xử phạt nộp ngân sách số tiền 653.500.000 đồng, tước giấy phép lái xe 17 trường hợp. Trong tháng 5, đội đăng ký với 391 trường hợp xe mô tô, xe máy điện, sang tên 23 trường hợp, cấp lại đăng ký biển số 22 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài các ổ dịch tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, nhiều ổ dịch đã xuất hiện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, ổ dịch COVID-19 tại điểm nhóm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện vào ngày 26 tháng 5 năm 2021 có diễn biến rất phức tạp. Các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Bình Dương, Long An, Bạc Liêu, Lâm Đồng, Tây Ninh và ba tổ chức tiên lành khác đã có người nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Dự kiến, tiềm ẩn lây lan dịch bệnh trong những ngày tới còn phức tạp, nhất là đối với những người liên quan đến ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tại văn bản số 624 ngày 28 tháng 5 năm 2021, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công điện số 14 CDUBNC ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công văn số 7311 ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường giám sát đối với công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh sau quyết định giãn cách xã hội. Công văn số 1229 ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tiếp tục quan tâm thực hiện một số nội dung sau. 1. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương các cấp. 2. Các tổ chức tôn giáo, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo vận động khuyến khích các tín đồ sinh hoạt tôn giáo tại gia đình, tạm dừng các lễ nghi sinh hoạt tôn giáo có sự tham gia của tín đồ, tiếp tục triển khai việc áp dụng các hình thức sinh hoạt tôn giáo, thuyết pháp, giảng lễ trực tuyến qua mạng Internet hoặc hình thức phù hợp khác để phục vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ trong thời gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn đẩy lùi. Các cơ sở tôn giáo, các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. Đối với các hoạt động tôn giáo trong trường hợp thật sự cần thiết, bắt buộc phải tổ chức thì tổ chức tôn giáo phải báo cáo cấp có thẩm quyền để được xem xét giải quyết, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. 3. Tuyên truyền thông tin rộng rãi đến chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đặc biệt những người có liên quan đến điểm nhóm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh và những người từ tỉnh ngoài trở về địa phương. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại công điện số 14 CDUBNC ngày 26 tháng 5 năm 2021, công văn số 7311 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ thị số 05 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã trong bối cảnh một số tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, cụ thể cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với những người đến, trở về từ quận Gò Vấp, phường Thạch Lộc, quận 12 và các điểm phong tỏa khác của thành phố Hồ Chí Minh. Cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày dưới sự kiểm soát của tổ giám sát cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế đối với những người đến, trở về thành phố Hồ Chí Minh không liên quan đến các điểm phong tỏa cách ly xã hội. Những người trở về từ các điểm vùng dịch khác
được yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly phù hợp với tiền sử dịch tễ và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp chỉ định. 4. Tiếp tục kêu gọi vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, ủng hộ về vật chất và tinh thần, tích cực tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đề nghị các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn thị xã quan tâm phối hợp thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký, Mai Sĩ Lần. Nhôm Rico, nhôm chất lượng thật, giá thật. Sau gần 20 năm có mặt trên thị trường, nhôm Rico đã trở thành một trong những thanh nhôm định hình cao cấp và chất lượng nhất Việt Nam. Luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước bởi nhôm Rico có các ưu thế vượt trội như thanh nhôm Rico có độ cứng đạt tiêu chuẩn quốc tế TC6063T5. Bề mặt sơn của nhôm Rico có độ bám rất chắc, độ phủ đều, đồng nhất và bảo hành lên tới 30 năm. Sản phẩm nhôm Rico phần gỗ là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam chịu được khí hậu khắc nghiệt ngoài trời mà không bị bay màu và bong chốc sơn. Nhôm Rico có chất lượng đảm bảo, mẫu mã đẹp, đa dạng về loại hình, luôn có sẵn tất cả các hệ nhôm và độ dày như hệ 55 vắt cạnh, hệ sinh pha, hệ khung phào, hệ thủy lực, hệ chấn song và rất nhiều hệ nhôm khác. Sản phẩm nhôm Rico có chất lượng cao luôn được các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, CEO Group tin tưởng sử dụng trong các công trình tiêu biểu như M Gallery Sapa, Sea Star Hotel Hạ Long, Vinhome Ocean Park, Vincom Thanh Hóa, Melia Resort Đà Nẵng, Gateway Phú Quốc, Eco Green Sài Gòn và rất nhiều công trình khác. Mọi đối tác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Cô Nhôm Rico Thanh Hóa, địa chỉ xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại 0964-654-829, 0977-424-990. Nhôm Rico, nhôm chất lượng thật, giá thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.